Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Trong video này mình thông báo cho các bạn dự án nhận 5 tỷ token mini dot đã phân phối nha các bạn. Thì đối với những bạn nào chưa phân phối thì các bạn đợi trong 90 ngày nha các bạn. Thì video này đối với bạn nào đã về thì mình hướng dẫn các bạn xả nha các bạn. Thì các bạn chọn mở trình duyệt ký chocolate này ra nè các bạn. Các bạn chọn vào mục đáp nè các bạn. Các bạn chọn vào mục sàn PancakeSwap nha các bạn. Sau đó các bạn dán con chắc cái phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Bạn dán vào nè. Hiện tại giá sụt khá là thấp nhưng cũng còn ok lắm các bạn. Rồi các bạn chọn mắt nha các bạn. Đây thì rồi các bạn đối với các bạn ấy thì các bạn bấm vào bạn mới áp vào thì các bạn bấm áp luôn các bạn. Sau đó các bạn bấm vào swap. Nếu mà bạn swap không được thì các bạn chỉnh phí trượt của mình lên 22 nha các bạn. Là các bạn swap được. Các bạn tốn phí ra khoảng 2 đô tất cả BB các bạn. Rồi bạn bấm swap nha các bạn. Mình cũng đã swap được nè các bạn. Lịch sử nữa. Mình đã swap 6 tỷ token mini dot bằng 1.3 BNB nè các bạn. Thì đó như bạn nào đã có làm dự án thì các bạn vào check nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ BNB smart chain của mình nè. Sau đó các bạn nhấp vào cái đường link với phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Rồi các bạn dán cái địa chỉ với BNB của mình vào, các bạn vào check xem thử có trong danh sách phân phối không các bạn. Về dự án này nếu bạn có trong danh sách phân phối thì nó hiện ra số dư của các bạn chỗ này nè. Mình đã đăng ký airdrop là 5 tỷ nè, giới thiệu được một ghép là được 1 tỷ là được 6 tỷ nè các bạn. Nó đã phân phối cho mình nha các bạn. Còn đó như bạn nào đã có trong danh sách thì chờ trong vòng đợi trong vòng phân phối trong 90 ngày đảo lại nha các bạn. Mỗi ngày nó phân phối là dự án này nó có 9 tỷ đô hay 9 triệu đô gì đó. Nó phân phối cho airdrop này nè. Mỗi ngày nó phân phối 1 tỷ đô nha các bạn. Thì đối với bạn nào đó trong danh sách airdrop thì chỉ biết đợi thôi các bạn. Các bạn đợi dự án này chắc chắn 100% về nếu mà các bạn có trong danh sách nha các bạn. Thì trước khi mình đăng video lên làm giàu thì có rất là nhiều bạn theo mình. Còn đối với bạn nào đã thông báo rồi mà làm thì airdrop dự án nó đã end rồi nên các bạn sẽ không nhận được đâu các bạn. Cái mini dot này là lúc vừa nó mới vừa đi sàn là nó là âm 2 4 6 7 số 0 là 16 các bạn. Hiện tại giờ nó còn có 7 số 0 âm 3. Nên các bạn còn khoảng swap được khoảng 300 đô. Rất là ngon luôn các bạn. Thì đối với bạn nào cũng chưa làm dự án đào tốc cặn BN này thì cố gắng đào các bạn. Dự án này khá là ngon đó các bạn. Thì hiện tại nó cho các bạn đào Bri khoảng còn 13 ngày nữa, 12-13 ngày nữa kết thúc các bạn. Sau 12-13 ngày nữa các bạn vào ngày 1 tháng 8 các bạn sẽ mắc dùng tốc cặn BN, mắc mua tốc cặn BN này bạn mới có thể đào được các bạn. Thì hiện tại dự án này các bạn rút tôi cần về rất là nhanh luôn các bạn. Mình đã rút về 64 tôi cần nè các bạn. 65 tôi cần nè. Thì các bạn sau khi các bạn đủ min rút 50 nha các bạn. Thì bạn bấm vào một withdraw là tự động về các bạn. Bấm từ nhấp vào withdraw nè. Rồi các bạn add con chắc của nó vào các bạn. Thì con chắc là chỗ này nè các bạn. Các bạn add vào mạng Huobi của chain của tất cả các bạn vào nha các bạn. Vậy video mình thông báo cho các bạn dự án mini dot đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.